Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chuyên mục tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, trong video của ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi ngày 26 tháng 2 năm 2020 thứ tư của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày mới nhất thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2020 của 12 con giáp về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh. Nhà ông cha ta có câu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trước mỗi công việc, người Việt thường xem ngày dự định có tốt và phù hợp với công việc đó không. Xem tử vi ngày 26 tháng 2 của 12 con giáp cung cấp đầy đủ các thông tin về giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo, những việc nên làm và những việc kiêng kỵ tiến hành trong ngày này với từng con giáp dựa trên các phương pháp tính toán khoa học. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin chung của ngày 26 tháng 2 năm 2020 dương lịch. Âm lịch là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020, tức ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý, tiết khí Vũ Thủy, trực thu, ngày hắc đạo xấu. Giờ hoàng đạo trong ngày là Ất Sửu từ 1 đến 3 giờ, Mậu Thìn là từ 7 đến 9 giờ, Canh Ngọ 11 đến 13 giờ, Tân Mùi là 13 đến 15 giờ, Giáp Tuất là 19 đến 21 giờ, Ất Hợi là từ 21 đến 23 giờ. Giờ hắc đạo là Giáp Tý từ 23 đến 1 giờ, Bính Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ, Đinh Mão là từ 5 đến 7 giờ, Kỷ Tỵ là 9 đến 11 giờ, Nhâm Thân là 15 đến 17 giờ, Quý Dậu 17 đến 19 giờ. Trực thu, thu hoạch tốt, kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Nên làm là những công việc có sự thu hái, kết quả như là thu hoạch hoa màu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải. Kiêng kỵ là những công việc có tính chất khởi đầu. Tuổi xung khắc với ngày là Tân Tỵ, Đinh Tỵ, tuổi xung với tháng là Tân Dậu, Ất Dậu. Các cái sao tốt là Nguyệt Đức, tốt mọi việc, kỵ tố tụng. Thiên Hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Tam Hợp là tốt mọi việc. Mẫu Thương là tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Các cái sao xấu ở trong ngày này là Huyền Vũ là kỵ an táng, Lôi Công xấu với xây dựng nhà cửa, Cô Thần là xấu với cưới hỏi, Thổ Cấm là kỵ xây dựng nhà cửa, an táng. Hướng xuất hành, Hỷ Thần tức là hướng thần may mắn là hướng Đông Bắc, Tài Thần là hướng của thần tài, hướng Nam, đấy là những cái hướng tốt. Trên đây đấy là những cái thông tin chung về cái ngày 26 tháng 2 năm 2020. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với tử vi ngày 26 tháng 2 thứ tư của 12 con giáp. Đầu tiên, đấy là người tuổi Tý. Thì tử vi hôm nay của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho biết đường tài lộc của người tuổi Tý trong ngày mới vô cùng dồi dào, nhất là người đang đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, thì do tiền bạc dôi dư nên bản mệnh khó kiểm soát được, dù vốn là người khá tiết kiệm. Chính vì thế mà con giáp này cần quản lý tài chính chặt chẽ, tích lũy và mua sắm những cái thứ thực sự cần thiết mà thôi. Vận trình tình duyên của tuổi Tý trong ngày này đang có dấu hiệu khởi sắc. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ thì con giáp này hãy tỏ tình với người đó đi. Bản mệnh có thể lên kế hoạch cho một cái cuộc hẹn hò lãng mạn ở một cái quán cà phê yên tĩnh hoặc cái nơi đặc biệt nào đó, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất. Đối với cặp đôi tuổi này thì đây là cái ngày tốt để bàn tới cái chuyện trăm năm. Nếu người tuổi Tý và người ấy cảm thấy tình cảm chín muồi thì hãy cùng nhau về nhà ra mắt, thưa chuyện với bố mẹ. Mối quan hệ đã đủ tin tưởng nhau thì ngại gì mà không về chung một nhà để xây dựng tổ ấm cho mình. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Dậu và Thân. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Sửu trong ngày 26 tháng 2. Thì theo tử vi của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 nói rằng là hôm nay người tuổi Sửu đang phải chịu đựng cái nỗi cô đơn dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí của mình. Nếu bản mệnh không biết cách chia sẻ, sống cởi mở thì càng khó hòa nhập thân thiết với mọi người. Tỷ kiên xuất hiện lại thể hiện những cái bất đồng của các cặp đôi. Khi mà con giáp này và người ấy ai cũng muốn đối phương làm theo ý mình, đôi bên không ai chịu nhường nhịn nên tranh cãi diễn ra là chuyện đương nhiên. Cũng may trong ngày thứ tư này người tuổi Sửu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên khi làm việc, con giáp này đừng chần chừ kéo đánh mất cơ hội. Thay vì cứ đắn đo suy nghĩ, bản mệnh hãy hành động thật dứt khoát, cứ tin vào chính mình
và làm theo lý trí mách bảo. Nếu gặp các vấn đề như đau nhức xương khớp, vai cổ thì người tuổi Sửu nên lựa chọn các cái động tác dưỡng sinh hàng ngày để cải thiện sức khỏe. Đôi khi cần một vài động tác như ngửa đầu, nghiêng đầu, xoay tròn đầu và cổ, nhún vai cũng có tác dụng phòng bệnh rồi. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Tuất và Mão. Tiếp theo chúng ta cùng đến với người tuổi Dần trong ngày 26 tháng 2. Theo tử vi ngày của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho thấy thì hôm nay người tuổi Dần khá tự tin trong khi làm việc cũng như đưa ra các cái quyết định trong ngày. Nhìn chung thì theo tử vi, vận trình sự nghiệp của con giáp này không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi thứ duy trì ổn định, bán mệnh có đủ thời gian để tập trung giải quyết các cái vướng mắc còn tồn đọng trước đây. Ngày Dần hợi lục hợp mang đến cái không khí vui vẻ, các cái mối quan hệ xã giao hài hòa, tình yêu đôi lứa ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy cố gắng tạo ra thật nhiều cái khoảnh khắc vui vẻ khi hai người nói chuyện với nhau để những gì còn đọng lại trong trí nhớ chỉ là những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Trong thời gian này, các bệnh về đường hô hấp rất dễ lây lan, nhất là bệnh cúm. Do đó, để phòng ngừa bệnh hiệu quả thì trước hết, người tuổi Dần cần nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, luôn đeo khẩu trang đầy đủ khi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Mùi và Hợi. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Mão trong ngày 26 tháng 2. Theo tử vi phương đông của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho biết là hôm nay người tuổi Mão sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng nổi nóng hay to tiếng vì có thể sẽ khiến bản mệnh tiếp tục bị bôi xấu, hạ bệ hình ảnh. Vì thế, con giáp này càng phải giữ lời ăn tiếng nói của cũng như cách hành xử của mình. Do tam hợp với địa chi ngày nên vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong ngày thứ tư này dồi dào, tình cảm tốt đẹp, bán mệnh và người ấy có cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào đối phương và đó chính là sợi dây kết nối, gắn kết mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn. Người tuổi Mão cũng đừng quên thể hiện sự tin tưởng của mình dành cho người ấy. Thiên quan cùng cảnh báo người tuổi Mão về nguy cơ mất tiền hao của khi đi ra ngoài. Con giáp này tốt hơn hết nên hạn chế mang quá nhiều tiền mặt hay tư trang quý giá bên mình bởi bán mệnh có thể làm rơi hoặc bị kẻ xấu cướp giật. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Tuất và Hợi. Bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi ngày 26 tháng 2 của người tuổi Thìn. Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho biết thì đường tình duyên của tuổi Thìn không được vui vẻ cho lắm. Bản mệnh có thể mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia của mình. Bất kể mối quan hệ nào, dù thân thiết, gần gũi đến mấy cũng khó tránh khỏi những cái lúc bất hòa. Nên con giáp này đừng suy nghĩ quá nhiều mà càng thêm căng thẳng. Về phương diện tình cảm riêng tư của tuổi Thìn trong ngày thứ tư này cũng gặp trắc trở, bản mệnh bỗng dưng lại tỏ ra hờn dỗi và đa nghi hơn. Ai chẳng có quá khứ và một vài cái mối tình trước. Khi gặp được nửa kia đích thực, việc ghen tuông với người cũ quả thật rất thiếu khôn ngoan. Thay vào đó, người tuổi Thìn nên học cách chấp nhận và coi như đó là một phần cuộc đời của người ấy. Người tuổi Thìn hãy học cách quản lý tài chính thông minh hơn bằng cách phân chia thu nhập thành các cái khoản khác nhau. Phần dành cho chi phí sinh hoạt hàng tháng, phần là chi tiêu cá nhân và một khoản nhất định phải có chính là tiết kiệm để phòng trừ những cái tình huống cấp bách sau này. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Thân và Tuất. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Tỵ trong ngày 26 tháng 2. Thì theo tử vi mới của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 nói rằng hôm nay người tuổi Tỵ đón nhận nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống. Bán mệnh hãy dành thời gian để thể hiện sự quan tâm đến người thân trong gia đình của mình, đặc biệt là nửa kia. Người đã luôn đồng hành cùng con giáp này vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên vì gặp ngày tương xung nên người tuổi Tỵ có thể vướng phải những lời đồn đoán thị phi trong không đáng có. Con giáp này cảm thấy bất an, không biết nên làm gì cho đúng cả. Càng giải thích thì mọi người càng hiểu lầm và suy diễn theo hướng khác. Vì vậy hãy cố chịu đựng một chút rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng rồi qua đi. Cuộc sống có nhiều thứ chúng ta cần tới chứ không chỉ là những món ăn ngon hay món đồ xa xỉ đắt tiền. Đừng bao giờ đánh đổi tất cả chỉ vì có được tiền. Người tuổi Tỵ chỉ bước đi vững chãi hơn khi tự tin mình đã trưởng thành và không hối tiếc bất cứ điều gì cả. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Dậu và Thân. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Ngọ. Thì theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho thấy
Thì hôm nay, đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có không gian phát triển thuận lợi hơn. Song cây càng to thì gió càng tới. Lúc người tuổi Ngọ thành công sẽ có những người nhòm ngó, ghen tị lần lượt kéo tới. Cần hết sức thận trọng. Lúc này con giáp này càng phải khiêm tốn, chừng mực và chăm chỉ hơn. Không được nóng vội ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng. Về phương diện sức khỏe của người tuổi Ngọ trong ngày mới, lúc lên lúc xuống do ngũ hành tương khắc, lời khuyên cho con giáp này là nên cân bằng giữa làm việc với nghỉ ngơi để tránh rơi vào căng thẳng. Đừng chủ quan nghĩ rằng mình còn trẻ, khi không còn đủ có sức khỏe thì người tuổi Ngọ làm gì cũng đạt kết quả tốt nhất được đâu. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Dần và Mão. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Mùi. Thì theo tử vi phương Đông của 12 con giáp thứ tư này cho biết thì hôm nay người tuổi Mùi có thể gặp phải những chuyện từ trên trời rơi xuống cực kỳ khó xử, vì người mà bản mệnh phải đối mặt lại chính là đồng nghiệp hay bạn bè. Thực sự có những lúc con giáp này cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn đủ niềm tin với cả người thân của mình. Ngày Mùi hợi tam hợp, mối quan hệ tình cảm hài hòa, người tuổi Mùi và người ấy có thể trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Những câu chuyện mang lại tiếng cười sẽ gắn kết hai người lại với nhau, thậm chí nó còn là cách để bản mệnh bộc lộ sự thông minh lém lỉnh của mình. Về phương diện tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, bản mệnh tỏ ra cứng đầu, cố chấp, không chịu thay đổi, dù rõ ràng là sai lầm đã hiện ra rất rõ. Tiền bạc không thể đùa được đâu, ấy vậy mà người tuổi Mùi không chịu chấp nhận những sai lầm trong cách kinh doanh của mình, vì thế nên việc hao hụt là khó thể tránh khỏi. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Ngọ và Mão. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 26 tháng 2 thứ tư của người tuổi Thân. Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho biết thì hôm nay người tuổi Thân dễ xuống sức, mệt mỏi, cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Nếu bản mệnh không có việc gì quá gấp gáp, hãy ưu tiên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều hay quá căng thẳng. Có thể làm việc vào buổi sáng còn buổi chiều để thả lỏng thư giãn. Bù lại, người tuổi Thân sẽ nhận tin vui trong chuyện tình cảm và quan hệ xã giao. Có thể là bản mệnh sẽ gặp những người chung chí hướng, xây dựng được mối quan hệ thân tình. Ngoài ra thì người tuổi Thân còn kết nối tình cảm được với những người xung quanh, tăng thêm sự gắn bó thân thiết. Vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày hôm nay không cần phải lo lắng gì. Những việc đã chuẩn bị chu đáo thì cứ tiến hành, chắc chắn sẽ thu được cái thành quả tương xứng. Người tuổi Thân nên tập trung vào công việc chính, tránh trao nhãng vì những lời mời chào bên ngoài. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Thìn và Tý. Bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Dậu. Thì theo tử vi ngày mới của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 nói rằng hôm nay chính tài dẫn đường giúp người tuổi Dậu thu hoạch tài lộc không ít. Chỉ cần chuyên tâm làm công việc chính thì đã thoải mái chi dùng. Điều này chứng tỏ sự đầu tư của người tuổi Dậu đi đúng hướng và sẽ mang lại kết quả tốt. Nhưng cứ tiếp tục phát triển như vậy thôi, chứ đừng vội vàng làm thêm việc khác. Trong ngày thứ tư này, người tuổi Dậu cũng gặp nhiều đối tượng có thể cân nhắc tính chuyện lâu dài. Mới đầu chỉ dừng lại ở mức quen biết, muốn tiến xa hơn thì cần thời gian tìm hiểu kỹ càng. Bản mệnh không nên nóng vội, vồ vập quá khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhanh chóng lụi tàn. Tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay không được tốt vì ngũ hành tiêu hao nên thân thể kém, lại thêm sức đề kháng không tốt nên con giáp này dễ nhiễm khí lạnh. Vì vậy, khi ra ngoài vào sáng sớm và tối muộn cần giữ ấm cơ thể, phòng chống các bệnh về đường hô hấp trong thời điểm dịch bệnh này. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Sửu và Tỵ. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với người tuổi Tuất. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho thấy hôm nay người tuổi Tuất được dẫn đường chỉ lối nên biết cách thể hiện khả năng của mình, tỏa sáng tại nơi làm việc. Bản mệnh sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc điều chuyển sang bộ phận có nhiều tiềm năng hơn, mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, cũng vì được cấp trên ưu ái nên vô tình tuổi Tuất lọt vào tầm mắt của những kẻ ganh ghét, đố kỵ. Con giáp này cần thận trọng, làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ thì tiểu nhân mới không có cơ hội làm lung lay vị trí hay ảnh hưởng tới uy tín của người giúp đỡ mình.
Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất trong ngày thứ tư này suôn sẻ, nhờ vậy mà đào hoa vượng, nhưng chuyện nhỏ vẫn chưa giải quyết hết. Một phần là do bản mệnh có quá nhiều mối quan hệ với người khác phái, nếu không khéo léo xử lý thì sẽ gây hiểu lầm và chuốc buồn phiền vào mình. Giờ tốt trong ngày là 7 đến 9 giờ, quý nhân phù trợ là Ngọ và Dần. Tiếp theo chúng ta sẽ sang tử vi ngày 26 tháng 2 của người tuổi Hợi. Theo tử vi phương Đông của 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 2 cho biết, vì hôm nay ngày Hợi Hợi tự hình, dường như tuổi Hợi đang lo lắng suy nghĩ có nhiều chuyện tình cảm. Con giáp này cần phải biết không phải ai cũng dễ dàng thành công trong việc tìm kiếm một nửa kia phù hợp với mình. Chúng ta có duyên nhưng chưa chắc đã có phận. Người tuổi Hợi đang kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ hiện tại và khi không đạt được mục tiêu như mình mong muốn thì hụt hẫng, thất vọng. Con giáp này đã có gia đình, nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng với nửa kia vì những chuyện nhỏ nhặt. Hai người không ai chịu lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Lời khuyên cho người tuổi Hợi là cần tìm tới những phương pháp dưỡng sinh tâm hồn như thiền, tư vấn tâm lý hay đơn giản là tham gia các hoạt động cộng đồng. Đọc thêm nhiều sách để cải thiện tinh thần, tự giải phóng mình khỏi trạng thái bị bách, bảo thủ. Từ đó tâm trạng cũng sẽ phấn chấn hơn, các mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày là 13 đến 15 giờ, quý nhân phù trợ là Mão và Mùi. Quý anh chị thân mến, trên đây đó là vận trình 12 con giáp trong ngày 26 tháng 2, thứ tư. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc hay muốn tư vấn riêng về tuổi của mình, quý anh chị vui lòng ghi rõ rồi để lại ở phần bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ tư vấn và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, công việc mọi sự hanh thông và mọi việc đều thành công như ý. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.